hái xong cà chua rồi các bạn ơi. Bưng cái rổ đi dạo xuống ven đường ở dưới này, mình sẽ hái một ít mâm xôi vô trong cái rổ màu xanh lá cây này nha. Đó. Đây. Mùa thu mờ mờ các bạn, không có rõ lắm. Đó. Cũng còn nhiều mâm xôi lắm đó, để mình quay cho các bạn xem. Nhiều trái đỏ, còn trái đen thì nó bị mưa đó, nó hư hết rồi. Ha, đây là cái mâm xôi sát hàng rào của nhà hàng xóm. Hàng xóm chỗ má mình đó. Giờ mình hái mâm xôi bỏ vô đây. Đã chưa? Để cái ruộng đất đi. Đó, vẫn còn trái nè. Thôi mấy trái này nó úng hết rồi. Hái mấy trái đỏ đi ha. Trái đỏ về ăn cũng ngon lắm. Còn nhóc trái luôn á, mà mùa này thì ít trái chín. Nó mưa là trái chín nó sẽ bị hư. Đây, mấy trái chín nè. Đó, cũng còn ok ha. Còn ok nè. Wow. Đó. Vì mình đi xuống. Có sao đâu. Đó, đi xuống để hái mâm xôi với mình nè, đó. Nè, nhìn đã chưa? Đó, vẫn còn nè các bạn ơi. Trái này vẫn còn ngon nè. Vẫn ngon chứ bộ. Nhìn trái màu đẹp chưa? Nửa sống nửa chín nè. Mấy trái đỏ cũng hái luôn cái gì. Vô ngào lên. Làm mứt blackberry, mứt mâm xôi ngào đường. Đen quá đừng hái cái gì đen đó. Nói chung là nó mềm đừng có hái, nó chín quá. Nó chín quá đừng hái, mấy trái này ok nè. Đó. Tưởng hết mâm xôi rồi đó các bạn. Ở nhà mình thì còn cũng lai rai vài trái, nhưng mà ở trên này còn nhiều quá chừng nè các bạn. Một số nó chín quá, không có ai hái. Cái nó teo lại hết trơn luôn. Wow. Tiếp tục hái. Nhìn cái trái này ngon chưa nè các bạn. Nó nửa đen, nửa đỏ. Đã quá chừng luôn. Còn đâu nữa? Đây nè. Chưa gì thì mặt trời đã xuống rồi các bạn. Giờ mới có 12 giờ trưa thôi mà thế này. Đó. Mờ mịt như thế này, sắp mưa rồi. Hái lẹ mưa các bạn ơi. Trái đỏ ngon chưa nè. Thử trái đỏ ha. Trái đỏ này ăn chắc chua lắm. Tìm mấy trái đỏ thử nè. Đây. Mới nói thôi là mình đã chảy nước miếng rồi. Mấy trái đỏ này ăn chua mà ngon. Chua ngon chứ không phải chua dở đâu nha. Đó. Ào. Mấy cái này là gai nè các bạn. Nó đau lắm á. Hái đi. Mấy trái sống thì mình hái mấy cái gai nó hay đi theo lắm. Đó, phải bẻ vậy nè. Còn nữa không ta? Ra. Để tới thui tới mò vậy ha. Mình hái một cái là nó đứt cái cành liền các bạn. Giờ nóng lạnh. Bây giờ trời nóng rồi trời lạnh á, nó không có đều. Cái cây nó cũng giòn lắm. Đó. Hái đi rồi lên nhặt sau ha. Được một mớ rồi nè các bạn. Ngon ha. Lên, chút lên mình trộn muối ớt mình ăn cho các bạn xem nha. Vô rửa sạch sẽ cái đây. Đang hái thì đứa con gái xuống nói: má con đói bụng, về nấu gì cho con mình ăn cái đây. Rồi xuống hái tiếp. Hôm nay chủ nhật các bạn. Qua nhà bà nội của mấy đứa nhỏ chơi.
Thấy cái cây này là cái cây này là cây thân yêu của mình. Cái cây này là theo mình mười mấy năm rồi. Từ lúc mình qua Mỹ đến giờ là mình đã biết cái cây này rồi. Mười mấy năm rồi vẫn còn vậy đó các bạn, không thay đổi gì hết trơn. Rồi cắt lên rồi mùa xuân nó lại nứt ra những chồi mới, nó ra những cành mới. Thấy y nguyên như vậy. Cái chỗ này không có thay đổi gì hết trơn các bạn. Đó. Cây cối, chim chóc và hót. Mùa xuân á, chim nó hót thấy hay lắm các bạn. Bữa nào mùa xuân mình quay hoa táo nè. Chim chóc nó thoát được sự lạnh lẽo rồi á, nhảy múa hát ca hót ở trên cây á, sáng nào cũng nghe hót hết. Đủ loại chim nha, ở đây nhiều loại chim lắm. Ở đây chim rừng á, người ta ít bắt cho nên nó còn nhiều lắm các bạn. Thôi mình lên mình nấu cái gì cho đứa con gái mình ăn xong chút xíu mình xuống mình hái tiếp nha. Đó, ở Mỹ các bạn thấy không, nắng mưa cũng bất thường lắm. Nãy thì trời mờ thiệt là mờ đó, bây giờ tự nhiên cái giờ cũng sắp 3-4 giờ chiều rồi, tự nhiên ánh sáng mặt trời đang chiếu lên nè. Không biết các bạn có thấy rõ không nè. Chiếu sáng lên. Mình đi xuống dưới này, mình hái tiếp mâm xôi. Hồi nãy thì đang hái mấy đứa con mình đòi ăn cơm, mình vô mình nấu xong rồi bây giờ xuống hái tiếp ha. Mùa thu gió mát, mùa thu mà có nắng thì tuyệt vời các bạn. Cảnh đẹp, lạnh lạnh, gió gió, xe xe lạnh lạnh. Yeah, tiếp tục hái thôi. Hái tí là đầy rổ ha. Ánh nắng xuống hái đẹp quá chừng. Ào. Mùa này mà còn mâm xôi nhìn vui. Chùm này ngon trên này các bạn, trái còn bự ha, trái từng hạt xong nó kết kết lại nó thành một chùm trái nhỏ kia, tạo ra một trái bự quá. Wow, rất là uổng chứ, bỏ vô đây luôn. Hả, các bạn thấy mấy cái trái đen này nè, bây giờ nè, nó có cái con gì á, nó chín quá là mấy con sâu con gì nó đục vô trong nó ăn. Mấy trái đỏ như vậy bây giờ ăn mới thấm mới ngon nè. Một mớ mâm xôi. Đã chưa? Các bạn thấy chưa? Mớ mâm xôi nè. Đỏ tươi ha. Đen, đỏ. Ngon quá, lâu rồi mới được hái lại mâm xôi. Trái đen nè. Trái đen này còn tươi ha. Tươi quá chừng. Chịu khó hái cũng còn nhiều lắm đó các bạn. Quá chừng nè. Các bạn ơi, ở trên xa xa kia kìa. Mình thu gần cho các bạn xem nha. Nguyên một chùm như vậy, mình hái cái chùm này xuống chắc bứt trái mới đã ha. Đó, bây giờ nguyên khu vực xung quanh nè, xung quanh nè, khô hết trơn. Còn ở trong có một chỗ khoảng giữa đó lại trái còn nhiều thôi. Nhưng mà làm sao mà hái đây, nó xa quá các bạn ơi.
Nhìn như vậy tưởng tượng hái được, mình thu gần lại cho các bạn xem đó. Hái càng ngày càng ít trái rồi. Các bạn ơi, bây giờ là mùa thu, mùa thu hoạch trái đó. Mùa thu tháng 9 là bí nè, rồi dưa leo, rồi cà chua rất là rộ. Nó phải ra hái chứ thôi nó hư đó các bạn. Cà chua này thì mình mới hái hồi sáng nè. Đó, mới hái vừa rồi đó. Thì khoảng 1-2 ngày nữa nó sẽ chín đỏ như thế này. Đó, hái vô để mấy ngày nó chín đỏ đẹp chưa. Đó, các bạn thấy không? Đỏ rực luôn ha. Như vậy là ăn ngon lắm rồi nè ha. Rồi trái cà chua này cũng hái ngày hôm qua. Hôm qua hái hườm hườm mà hôm nay đã chín rồi nè. Nhìn đã chưa? Trái này ra nấy thì bự, trái này có cái lỗ mũi này đẹp chưa? Giống cái lỗ mũi của chú hề ha. Ồ, trái dễ thương ngộ quá chừng. Trái nào cũng thấy thương hết. Nè, cái trái này giống cái miệng của con chim quá, chim két. Còn nào nữa? Quá chừng đã ha. Đó, trái này chín mềm rồi. Nào cũng ngon hết trơn. Mâm xôi mình hái nè. Chút xíu nữa bỏ thử với muối ớt ăn thử nha. Ngon lắm á. Rồi trái bí quá bự. Hồi nãy mình có ôm cho các bạn xem trái bí đó. Bây giờ trái bí này chắc cũng 2kg đó các bạn. Nặng lắm á. Nặng 2kg hơn. Còn trái này thì quá dài luôn. Dài thiệt là dài. Một gác. Bây giờ mình sẽ rửa trái mâm xôi này, mình trộn với muối ớt mình ăn nha các bạn. Đó, rửa cho nó sạch sẽ đi. Rửa 2-3 nước là sạch rồi đó các bạn. Thêm lần nữa là... Thấy giữ ta ốm ha. Lo nhiều ốm. Xong rồi các bạn. Đó, rửa xong ha, sạch sẽ rồi. Bây giờ trộn muối. Trộn muối vô. Muối ớt. Ăn không? Giả muối ớt ăn tuyệt vời lắm. Ê, bữa này có cô em chồng. Mờ quá tự nhiên quay tới mặt bà cái nó mờ câm vậy. Mình sẽ ngồi mình ăn trái mâm xôi với cô em chồng đây. Cô em chồng dễ thương của mình đây. Đó, giả muối ớt nha. Ngon chưa? Đây, ớt bột đây, đổ vô. Ớt này nó cay lắm. Bao nhiêu ớt vậy? Nhiều để cho bà ăn cho nó tăng đô mà. Trời ơi, nó ăn tôi kia chiếc thế cho bà. Cô em chồng mình này, đó, trộn luôn cái trái này vô luôn các bạn. Trộn muối vô luôn. Ăn thử đi Hú. Hú gì? Hú gì? Nằm tay bắt luôn. Mâm xôi lắc muối ớt các bạn. Cái này không phải dùng bịch lắc mà dùng muỗng trộn. Các rồi, bạn giờ ăn ha. Kê, chắc phải kê cái tô lên. Hai. Này tao muối được rồi. Kê lên, kê. Lên tên mũi rồi. Ngon không? Nó nồng nữa chứ ngon gì. Ăn bấm kìa vậy. Ăn mà thèm nước miếng. Cho mọi người mà ăn miếng nhé. Tiền đó ăn, tiền đó ăn không? Nồng. Ngồi xong qua kìa. Cay không? Con cần dâu đó không? À, các bạn ơi, nguyên cái tô mâm xôi nè, nó trộn không có lông mày gì trên. Quên cả lông mày. Các bạn ơi, hôm nay không chơi để ý đừng để ý làm chi. Hôm nay không chơi để lông mày chọc lóc quá. Ăn mâm xôi nha. Đó, ăn tới không hả? Thôi, nó chua mà nó lầm từ cái mũi ra cái lỗ tai rồi nó sập lên tới mũi luôn. Chua mà cay, bà ăn nữa không? Đứa em chồng mình ăn có mỗi một trái là bỏ chạy rồi các bạn. Chua mà cay. Lấy chỗ đây.
hơi nhiều miếng. Để tôi giúp chị ớt luôn. Ừ. Trời ơi, nó đổ cà chua kìa. Để mình rửa bớt cái muối này đi, muối mặn quá. À, các bạn ơi, trái mâm xôi nãy ồn ồn quá. Trời ơi. Trái mâm xôi nãy cô em chồng của mình á trộn muối ớt vô nó cay quá. Mình mới đi rửa sạch hết trơn rồi, nó cay quá chị không nổi, ăn một cái là nó nồng lên tới ốc. Cho nên bây giờ rửa sạch sẽ rồi, bây giờ ngồi chấm với cái muối này. Muối này là muối gì không biết nữa, muối tây. Không biết nữa, Uyên đưa đây. Đó, bà chơi ác dữ sợ, bà chơi nguyên một chén muối vô trong này, chịu không nổi luôn. Đó, cho bà ăn. Thôi ăn đi, ăn đi, rửa sạch rồi. Đứa nào té vậy? Có biết chạy như vậy là hút vào người ta không? Ờ, biết kìa. Chạy cái gì vậy? Mẹ la, ăn gì nữa kìa. Nó làm cái gì mà chấm cái muối này ngon. Nó đỡ chua bớt. Không có để vậy đâu. Nó cái này vô cái bằng mà cái mà tôi cho tí ớt vô. Cái má chỗ nó là cay luôn. Vậy lấy cho mẹ cái dĩa nhỏ. Xuống. Không có lên đây mà. Muối này nè. Thank you Thảo. Không có ngồi nữa. Mình phải bỏ cái ớt các bạn, mình ăn phải bỏ ớt nó mới ngon. Nè, miếng ớt. Đứng lại. Đứng lại bài đem ra cái này. Bóc đi. Cậu Thiên đợi má rồi đi về rồi. Đợi má làm gì? À, má dạy học gì đó, đi thi vậy đó. Tiếp bà. Sợ ốc bà bay. Cay quá. Cay quá. Ăn trái nhỏ. Ngon, ngon. Ăn trái nhỏ đi. Ăn trái nhỏ đi. Vị chua này. Ai có bầu ăn thiệt là tuyệt vời luôn đó. Có bầu mà ăn thiệt. Để mình thử ăn cái trái sống này, thử làm sao các bạn. Trái sống này. Thật chua. Wow. Không chịu nổi luôn kìa. Ngăn đá lưỡi là. Wow. Ăn đá lưỡi luôn bạn ơi. Ăn chua mà cái lưỡi nó cong lên luôn các bạn. Nó đá lên cái răng, sau rồi cái răng đánh cái lưỡi rớt xuống lại. Mình mới biết được vị chua, tức là nó tê tái quá, nhai chập, uống lưỡi mới biết được cái vị chua nó nằm ở đây. Quá chừng. Bà bữa đi đi ăn xuống nó đã đầu leo lên nhảy nó rồi nè. Quá ngon. Mùa hợp với mình. Đẩy đi, cái khoái. Ok, không biết ở bà không có trong thế nào trèo cho bà nữa nghe không? Trèo lên cái nó trơ một cái là té. Tôi đáp cho tôi bị thương chứ không có sao rồi. Ăn chua tót mồ hôi luôn các bạn ơi. Đã thiệt. À lấy xì dầu ra đây. Ăn tiếp đi đi. Cảnh quá. À ơi. À, năm sau lễ đơn giá. Ừ. Cay tới ốc rồi. Má sẽ ăn cay vậy. Má ăn thử không? Nè. Cắt ra giới thiệu. Giờ táo xanh, cắt lá chấm. Bạn ơi. Táo xanh nè các bạn. Táo tao muối ngoài cái kìa. Má hái ngồi cây á hả? Ừ. Muối một cái đợt tao sao cái cây nó sao leo lên hái được ta? Phải lấy cây hả? Má có cái cây khèo khèo cái kìa. Cái mà cho ra hái hết nha. Lòng. Cây gì? Hái gì à? Hái hết cho má ăn. Mày ăn chứ tao ăn gì nổi. Còn cứ hái thôi chứ còn đâu thích ăn. Muốn ăn thì ra. Thì cho nó mùa hè và đến mai mốt mùa hè cho nó đi. Ăn táo ngon cái này vậy. Nó ăn táo mà nó ăn nó níu cái mỏ nó dứt qua rồi nó kéo về rồi làm cái gì nó rậm cay cay bà ớt kinh quá. ớt khô cay lắm nè nè bà ghen kinh quá bà ghen kinh đó chứ mày đừng có vọt bỏ cái mỏ nó tốt rồi không biết gì mà giờ chua quá ăn đó là cái gì đó 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 cái nền nó sẽ kéo rồi quật đầu gãy xương đi cái gì khác mà mâm xôi chua quá các bạn cay cái mỏ luôn à. Cô em chồng này các bạn chê mâm xôi chua quá, gọt táo ăn táo xanh chấm với cái này rất là ngon.
Ai có bầu lên ăn thấy thèm. Ok, tell her get out please. Ngon rồi đúng không? Chù quá. Bạn ơi, trái này ăn mới mấy miếng là chịu thấy ngọt ấy. Nó chua. Thường gặp mua. Ăn tiếp nha. Mỗi lần ăn cái trái mâm xôi chua nè, mắt thì phải trợn ngược lên, còn lưỡi thì cong lên, răng thì muốn rớt ra, nó chua quá. Nó chua mà nó đã, ăn cũng ngon. Mà ăn nhiều quá thì không chịu nổi đâu. Mũi ăn gì vậy? She making a video again. Hey. That has to be wide for you. Ha 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 ha. Wait, team run. Dính rồi. Mommy, mommy. Wait, so wait, wait. What is this? It's good for you too. Apple. Wait, apple. Chua quá các bạn ơi. Ăn cái mầm xôi chua quá. Kiểu mà cắn miếng táo với nó em cái miệng lại rồi rất là ăn tiếp nha. Bây giờ bà lấy cục đá bà ngậm vô. Quá chua. Ăn tiếp luôn. Chua mà ghiền các bạn. Giá luôn là mình. Chị ca. Mới giá là mình là. Ở lên mình chưa sao hả? Mẹ phải mua những kẹt kẹt xong rồi mẹ quậy lên. Mấy cái đó. Đó. Tango. Tại nữa. Dạ chị. Thôi lên mình chưa sao con. You cheater. You cheater. Uống mặt thôi nha. Chua khủng khiếp các bạn ơi. Càng chua là càng thích ăn. Ăn chặt chắc cái bụng nó cao luôn các bạn. Ăn dưới eo nha mấy bạn. Cái này ăn vô là ốm chắc rồi. Dài nó nhẹ nhẹ càng bè con. Dài. Quá. Quá. Còn anh chồng mình thì ăn đó. Vậy ha các bạn. Thử trái mâm xôi xong rồi. Tạm biệt các bạn nha. Hôm nay lông mày cục nè. Đó. Cô này xăm lông mày dễ. Xăm lông mày ở Việt Nam đẹp lắm. Chưa xăm là những cái lông mày mình xăm. Nó ngắn chưa? Kệ nó đi. Nó đi. Quá như vậy nè. Chị Thủy nó ăn nó ngon. Giờ chị Thủy ăn chị Thủy biết. Nó ngon, nó không có ruột. Mà nó chua. À mà nó ngọt. Thử miếng cà chua nghe các bạn. À luôn. Chị Thủy nói quả nó như vậy cơ. Nó thật. Wow, nó ngọt quá. Cà chua ngọt lắm ơi. Mua cái loại đây đó. Cho nên chị Thủy tụi má đang để giống rồi nè. Cái bí này ai cho má vậy? Chắc nhà Hồng Long á. Năm nào cũng cho má trái bự của vậy ăn có ngon không? Không biết, anh mà ăn cách biết hả? Nhà anh sao thế? Ngon quá. Cà chua ngon thiệt. Cà chua chị Thủy nó ăn hay cầu. Wow, nó, nhìn đã chưa các bạn? Nó cứng. Không phải, nó cà chua, trồng cà chua nhỏ như thế này ăn ngọt, ngon lắm các bạn. Giòn. Tâm quá, bây giờ để giống ít. Má mình bây giờ ngồi lật đật lấy để giống này để sang năm trồng tiếp. Trồng cái loại này nè. Cái loại nó hơi thoát thoát cái đầu, ăn nó không có hột. Mà nó ngọt, mà nó ngọt chua. Kép ơn. Ready good. Wow. Kép ơn. Cà chua bì rất là ngon. Để trên trên. Sớm người ta. Chùm này ngon trên này các bạn. Trái còn bự ha. Trái từng hạt xong nó kết lại nó thành một chùm trái nhỏ khi tạo ra một trái bự quá. Wow, rất là uổng chứ. Bỏ vô đây luôn. Ở nhà, nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.